Học Phật mà không chịu trưởng thành. Mùa xuân vạn vật sinh trưởng. Ngắm một cây thân mộc hay thân thảo, ta thấy chúng đều đang chuẩn bị sinh lực để phát triển cành nhánh, nảy lộc, đơm hoa rồi kết trái. Con người cũng vậy, bé thơ, thiếu niên rồi thanh niên. Cái cây thì nó phát triển toàn bộ, con người cũng phát triển toàn bộ cả phần vật chất và phần tinh thần. Thân vật chất thì tương tự nhau, nhưng phần tinh thần thì nó phát triển rất phức tạp. Nhưng nói chung, chúng chạy theo hai khuynh hướng, hướng xấu ác và hướng tốt lành. Xã hội ngày nay, chư vị thức giả, trí giả đang báo động tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các giá trị tinh thần. Những chuẩn mực về đạo đức, luân lý, tình thương, lẽ phải, điều thiện, cảm thông, tha thứ, nhân nghĩa đang bị sơ cứng, xói mòn, lệch chiều, điên đảo. Chưa bao giờ nhân loại đứng trước hiểm họa diệt vong khi những chuẩn mực nêu trên bị con người tìm cách xóa sổ như ngày nay. Cả thế giới, nước nào cũng tăng cường vũ khí hủy diệt, rồi chiến tranh khủng bố, dịch bệnh, ma túy, buôn người, buôn nội tạng, vô cảm trơ lì, độc ác bạo tàn, gian ác dối trá, mưu sâu kế độc, hàng ngày hàng giờ diễn ra khắp mọi nơi. Một vài đất nước an lành, an toàn, an vui còn sót lại trên thế giới. Cụ thể là nước Bhutan, một quốc gia coi như 100% theo đạo Phật, thì tợ như viên ngọc như ý giữa sa mạc lòng người, lòng đời. Thật là ngàn năm có một, phải đáng cho nhân loại này suy gẫm cạn sâu. Đạo Phật đúng là một đứa con đã trưởng thành của nhân loại. Do đã trưởng thành nên nó phát triển những tố chất, phẩm chất của nhân tính để đi lên, để thăng hoa. Và nó loại trừ, làm cho giảm trừ, tiêu mòn, tận diệt những tính chất xấu ác bản năng luôn đeo bám nặng nề, đưa tâm thức đi xuống ngang bằng với các loài thú, có kẻ còn tệ hơn cả loài thú. Vậy người học Phật phải lớn, phải trưởng thành. Nếu không, chúng ta sẽ rùng mình, lạnh gáy khi đọc câu kinh lời vàng số 152 mà Đức Phật đã nghiêm khắc răn đe dạy bảo: kẻ kia kém học ít nghe, nở nang cường tráng to bè như trâu, lớn lên đống thịt lớn mau, nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng. Phải lớn, trí tuệ phải lớn, chứ không phải là lớn phần vật chất, phần thịt hoặc phần xấu ác bản năng. Mà nếu muốn có trí tuệ lớn thì năm năng lực tâm linh cùng tiếp xúc đi chung với tuệ, tín tấn niệm định tuệ cũng phải biết lớn theo. Và nếu nghiêm túc xét theo tiêu chí ấy thì đa phần trong chúng ta, những người tu Phật, nhất là cận sự nam nữ, vẫn còn là trẻ con, những con người chưa chịu lớn, chưa chịu trưởng thành. Con nít thì ai nói gì tin nấy, bạ đâu theo đấy. Cũng vậy, có một số Phật tử nghe có một ông đạo hay một người thầy giỏi nào đó thì ùn ùn đổ tới. Một dạo như Thanh Hải, một dạo như Duy Tệ, và có cả hàng chục đạo sư giáo chủ không biết ở đâu xuất hiện với danh xưng Pháp Sư, Đại Pháp Sư, được quảng cáo trên một số trang mạng là người ta lại như lên cơn sốt, trầu trực mong được ban phước lành. Họ có cả những bùa chú, pháp ấn, linh nghiệm, trừ tà đuổi quỷ, đem đến an lành hạnh phúc, và họ có cả năng lực đưa linh hồn đến nơi giải thoát nữa. Có nơi còn quảng cáo là niệm cái này cái kia thì siêu độ tất thảy, thiện ác, ngu trí gì cũng siêu độ được tất. Cả hai trường hợp nêu trên đều khỏi tu tập làm gì cho mất công. Vậy mà người ta cũng tin thì không gọi là trẻ con là gì. Còn nếu là người lớn trưởng thành thì người ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả nghiệp báo, tin luân hồi tử sanh, tin tứ diệu đế,
nghĩa là tự mình thấy khổ, nguyên nhân khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ. Trẻ con thì sợ dọa ma, dọa quỷ, dọa ông kệ, cũng vậy, tương tự vậy. Một số Phật tử gặp những giảng sư, pháp sư, ta bà sư nào đó hù dọa nếu không theo ông, theo cách tu hành của ông, hoặc không để ông mở luân xa cho, thì sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu làm cho điên loạn. Hoặc có vị luôn tìm cách dọa thiên hạ bằng cách chỉ nói cái khổ của địa ngục và phải lập đàn tràng để ông cùng lễ cho thì cha mẹ nhiều đời mới được vãng sinh. Thế mà hàng ngàn Phật tử cũng tin, tuân theo răm rắp thì không là còn trẻ con là gì. Nếu là một Phật tử lớn khôn trưởng thành về trí tuệ thì họ biết rằng chính tôn giả Mục Kiền Liên, bậc thượng thủ của giáo hội, là thần thông đệ nhất cũng không có khả năng cứu độ mẹ, mà phải nhờ vào năng lực của Đức Phật cùng chư đại thánh tăng sau mùa an cư trú nguyện cho mới được, do cộng lực của tâm thanh tịnh. Trẻ con thì luôn luôn tìm chỗ để nương tựa nơi cha nơi mẹ, nơi ông nơi bà, nơi anh nơi chị. Khi đói khóc lóc đòi ăn, khi đau khóc lóc nhờ cha cậy mẹ. Cũng vậy, rất nhiều cận sự nam nữ của chúng ta khi làm ăn xuôi trèo mắt mái thì thôi, nhưng khi gặp tai nạn, ốm đau, rủi ro, lụn bại gia sản, hoặc do muốn chồng con thăng quan tiến chức đỗ đạt, qua cơn thương vụ làm ăn hiểm nguy thì họ cũng khóc lóc, cũng tìm nương tựa nơi thế giới huyền bí ưu linh nào đấy. Họ xì sụp khấn vái, van xin cây đa ông táo, điện này chùa nọ để trời thần thánh Phật gia hộ độ trì cho. Đây cũng là trường hợp trí tuệ chưa trưởng thành. Tại sao vậy? Bậc trí thì nhớ lời Đức Phật dạy trong Kinh Lời Vàng số 160: tự ta bảo hộ cho ta, có ai nương tựa gần xa mà cầu, tự mình chế ngự làm đầu, khó khăn điều phục gắng lâu cũng thành. Con nít thì thường không biết đâu hiểm nguy, đâu an toàn. Nó có thể vui chơi hồn nhiên, vô tư nơi những vật nhọn, vật cháy, vật nổ. Đến khi cái quả giáng đến có thể sinh nhiều tai nạn, hung họa, tật nguyền và có thể cả tử vong. Cha mẹ dù có quan tâm, lo lắng, đau buồn thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cũng vậy là thế gian này, bình thường con người họ làm tất cả mọi việc, không từ nan cả việc xấu ác, gian dối, mục đích là kiếm cho thật nhiều tiền. Họ lăn la kể cận, vô tư hồn nhiên, tỉnh bơ bên xì ke ma túy, đao kiếm, mại dâm, hối lộ, tham nhũng, quyền chức, bạc tiền, địa vị. Đến khi bị lau tù hình ngục, thân tàn ma dại thì cũng là chuyện rồi. Là chuyện đã rồi. Chuyện đã rồi là khổ, là đau, là ăn năn hối hận, là nhà tan cửa nát. Thế thì đa phần họ sợ quả chứ không biết sợ nhân. Một số người tu Phật cũng nằm chung trong tình huống trên. Rất nhiều người khi hanh thông thành đạt thì không chịu tu hành. Đến khi hữu sự do những nhân xấu đã làm trong quá khứ, quả đau khổ đến, họ mới chịu đi chùa nghe pháp, nghe kinh bố thí làm phước. Nghĩa là cũng sợ quả chứ không sợ nhân. Bồ Tát bậc trí thì trái lại. Cho nên Khế Kinh có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Con nít thì thích màu mè xanh sang hình thức, chống đánh kèn thổi, vui chơi nhảm nhí. Thì xã hội con người ngày nay cũng vậy. Cứ đám đông ồn ào nhảy múa ca hát đá banh, sao này sao kia thì ùn ùn tung hô, cả trăm fan ngàn fan. Tự đánh bóng quảng cáo rầm rộ, chẳng hề trưởng thành trong nhận thức, trong tư cách, trong văn hóa. Nhàn nhản chuyện khoe áo quần ăn diện, xe cộ các vòng hợm hĩnh, vô duyên của những con người không chịu lớn. À có lớn, lớn phần thịt, phần bản năng. Tại chỗ này tự dưng tôi nhớ ra giết tâm cảm câu thơ của cụ Tản Đà: dân 25 triệu ai người lớn, nước 4000 năm vẫn trẻ con. Đúng vậy, toàn là trẻ con đang nhảy múa, hò hét, vui chơi nhảm nhí xung quanh chúng ta. Nói người lại nghĩ đến mình, Phật giáo mình. Rất nhiều người, cả tu sĩ và cư sĩ cũng đều còn trẻ con như thế. Có những ngôi chùa,
màu sắc lòe loẹt sặc sỡ, điện chớp nháy xanh đỏ trắng vàng thật là vui mắt. Ta còn thấy trong những đại hội Phật giáo thế giới, có một số tu sĩ không phải nước mình, ăn mặc phức tạp hình thức, trình diễn khăn này quàng kia, áo trong áo ngoài, dây mũ dây lưng dây cột đủ thứ, lạ lùng như phường hát tuồng. Lại nói đến các lễ hội, càng lễ hội tưng bừng chừng nào thì người ta chen chân không lọt, Phật giáo cũng không ngoại lệ. Lại còn chùa, nào có đàn ca sướng hát thì Phật tử mới đông, mới có tiền cúng dường. Có nơi nghe nói có ta bà sư còn bắt ấn, múa ấn, cứ mỗi ấn múa là 15 triệu, nhiều ấn chừng nào có phước chừng đó, và như thế những vong linh mới siêu độ được. Ôi nhiều lắm, kể không hết đâu, nhưng nói tóm một câu, vậy mà người ta cũng làm được, tin được, thì không là trẻ con thì gọi là gì? Con nít thì thích bắt chước, người lớn làm sao thì chúng bắt chước như thế. Nào là bắt chước ăn mặc, tô môi, độn đủ thứ, chuyển giới, cách đi đứng hát hò, nhảy tưng tưng khoe thân, khoe những phần phản cảm mà lại hí hửng hãnh diện bằng ta bằng người. Còn được gọi là văn hóa văn minh hiện đại tiên tiến nữa chứ. Trong giới Phật giáo thì cái tính bắt chước cũng đang báo động. Các ông sư thiếu lâm múa võ tưng bừng có thương hiệu làm ăn đàng hoàng, thì đâu đó giới tu sĩ cũng xem võ học là một cách tu. Đâu đó có mấy nhà sư đại hàn lên sân khấu biểu diễn ca nhạc kịch, thì có người cũng đem vào nhà chùa để ca vũ nhạc kịch như ai. Thấy mấy ông pháp vương, pháp sư Tây Tạng nào đó đem những mạng đà la, những cách mật truyền gì đó, thì ta cũng có người bắt chước huyền huyền bí bí để nhát thiên hạ, lôi kéo tín đồ. Những vị thiền sư chân chánh ở miến, ở Thái nhiều năm tu học trong rừng sâu, sau đó lấy kinh nghiệm tu chứng bản thân để dạy yếu chỉ minh sát cho người có duyên, khai tâm mở trí. Thấy hay, thế là lại có người bắt chước. Một số tu sĩ, cư sĩ mới tu học đâu từ mới hôm đầu cho đến sáng bảnh mắt ra, đã bắt chước thành thiền sư để dạy thiền minh sát nơi này nơi nọ. Thấy người ta phồng xẹp cũng bắt chước phồng xẹp. Thấy người ta đi kinh hành, bước à, đạp à cũng bắt chước. Hiện trạng này cũng nhiều lắm, đủ mọi loại. Bắt chước giống chùa Tàu, chùa Đài Loan, chùa Nhật, chùa Cung Đình. Có nhiều đại tự nổi danh trên báo mạng, trên thông tin du lịch, tôi đến thăm xem. Đi một vòng, không biết chụp cái gì, đành bỏ không ra về. Vì tôi không thấy đâu là sự tinh tế của nghệ thuật kiến trúc, cũng không thấy đâu là hồn Việt hồn thiền, chỉ thấy hồn vật chất hoành tráng, đường bệ, ngạo nghễ, phô cái đại bản ngã ra cho thiên hạ khâm phục, ca ngợi bạc tiền công phu vĩ đại. Ở đâu đó thường thích cái to lớn vĩ đại, kỷ lục này nọ, bắt chước chẳng khác chợ đời. Còn nữa, con nít thì mau quên, cái gì vừa làm tức thời là quên ngay. Nó phá nghịch cái gì đó, cha mẹ la dày hoặc trách mắng, một vài lần cũng không ăn thua, đôi khi phải đánh đau nó mới nhớ. Cũng vậy, rất nhiều người tu Phật cũng còn tính trẻ con như thế, vừa xin giới hoặc vừa nguyện cái gì đó trước Tam Bảo, nhưng rồi lúc ra chợ gặp bạn bè lôi cuốn, thế là quên giới, quên lời nguyện ngay. Có trường hợp khác, những lời khuyên dạy sống đời trong lành, hiền thiện của thầy, của kinh pháp có thể học thuộc lòng, nhưng thói quen tập khí quá mạnh, lôi cuốn vào đường xấu vẫn chưa tỉnh. Đến khi nghiệp báo trổ quả, đánh cho những đòn đau, khi ấy mới nhớ mới tỉnh, thế không gọi con nít là gì? Khái quát như thế cũng tạm đủ. Thế gian này như vậy, đa phần chúng sanh chưa chịu trưởng thành. Giới tu Phật cũng thế, không chịu làm người lớn. Đáp ứng và nhu cầu, nhu cầu và đáp ứng. Đói thì tìm vú mẹ, trẻ kêu khóc là do bụng đói, hãy cho nó cái ăn. Làm ngang đó và thỏa mãn ngang đó. Không chịu lớn khôn hơn để thấy sâu, thấy rộng về nhân, về quả, về tâm, về nghiệp, về tín, về tuệ. Rốt ráo hơn tí nữa là phải thấy lý duyên sanh, thấy khổ và nguyên nhân khổ để diệt khổ mới xứng đáng làm người lớn, người con trưởng thành trong giáo pháp của Đức Sakya Gotama lịch sử. Trích.
nhặt lá rừng xưa, Minh Đức chiều tâm ảnh.